Ngày 12 tháng 10, đoàn công tác của Sở Nội vụ do đồng chí Phạm Tuấn Cẩn, Phó Giám đốc của Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định phân loại đơn vị hành chính cấp xã làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thẩm định các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính đối với hai xã Tân Thịnh, xã Kim Phượng của huyện Định Hóa. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện của Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo của Phòng Nội vụ, Phòng Dân tộc huyện. Đoàn đã tiến hành khảo sát thẩm định các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính đối với xã Tân Thịnh. Theo báo cáo của xã, các tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính đạt 75,5 điểm, đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp xã loại 1. Tại xã Kim Phượng, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đối chiếu theo quy định, xã Kim Phượng đạt 77,5 điểm, đạt tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã loại 1. Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn đã trao đổi thảo luận đánh giá các tiêu chuẩn của địa phương thông qua việc phân loại đơn vị hành chính để nhằm bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính các cấp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý hành chính nhà nước ở địa phương, từ đó làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và xây dựng tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, làm cơ sở để xây dựng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.